Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mùi thối khắm bất ngờ vén màn bí ẩn cái chết của cô gái trẻ tại chung cư mini. Tối 20 tháng 10, không khí trong khu chung cư mini tại ngõ 39 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ trở nên ngột ngạt. Những cư dân sống tại đây đã bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của một điều gì đó kinh khủng khi mùi hôi thối khó chịu lan tỏa từ một căn hộ nằm trên tầng 2. Khi ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên những bức tường của tòa nhà, nhiều người vẫn chưa nhận ra sự bất thường đang diễn ra ngay bên cạnh. Anh NVH, một người thuê trọ gần căn hộ của cô gái, thậm chí còn vô tư trở về nhà vào lúc gần nửa đêm mà không hay biết về bi kịch đang âm thầm xảy ra. Cách đó không xa, chị NTH và một số cư dân khác đã bắt đầu lo lắng khi mùi hôi nồng nặc ngày càng trở nên rõ rệt. Họ tìm đến người quản lý tòa nhà, nhưng khi ấy không ai nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu của một cái chết thương tâm. Chúng tôi chỉ nghĩ có thể là rác thải, không ai ngờ rằng lại có chuyện nghiêm trọng như vậy. Chị H chia sẻ, ánh mắt đầy hoang mang. Khi người quản lý quyết định mở cửa căn hộ vào tối muộn, cả tòa nhà chợt im lặng. Ánh đèn điện lập lòe chiếu vào bên trong và điều họ nhìn thấy khiến tất cả không khỏi rùng mình. Cô gái sinh năm 1998, quê ở Nam Định, nằm bất động trên sàn nhà, thi thể đã trong giai đoạn phân hủy. Nỗi ám ảnh tràn ngập không gian khi ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xác nhận, chúng tôi đã nhận được thông tin và ngay lập tức báo cáo lên cơ quan chức năng. Bi kịch bất ngờ đã gây chấn động cả khu chung cư. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, người thân của nạn nhân đã làm đơn xin đưa thi thể cô về quê mai táng, trong khi dư luận vẫn đang bàng hoàng về một cái chết đầy bí ẩn trong lòng thủ đô. Cái chết bí ẩn chưa lời giải của cô gái trẻ trong chung cư mini tại Hà Nội. Trong một đêm tối lạnh lẽo ở Hà Nội, một sự việc kinh hoàng đã diễn ra khiến cả khu phố rùng mình. Vào tối 20 tháng 10, trong một căn hộ chung cư mini nằm sâu trong ngõ 39 Đình Thôn, người dân bỗng nhiên phát hiện một thi thể nữ giới trẻ tuổi nằm im lìm trong tình trạng phân hủy. Mùi hôi thối nặng nề đã lan tỏa khắp khu vực, kéo theo những ánh mắt tò mò và lo lắng của cư dân sống xung quanh. Khi tin tức lan truyền, một đám đông hiếu kỳ nhanh chóng tụ tập, đổ về hiện trường để xem tận mắt điều kinh hoàng vừa xảy ra. Trong khi đó, lực lượng chức năng với sự nghiêm túc của một vụ án hình sự đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân cái chết. Họ đã phải yêu cầu mọi người giải tán để không làm cản trở công việc điều tra. Nhưng sự hiếu kỳ vẫn không thể ngăn cản được dòng người tụ tập. Theo lời kể của những người sống trong chung cư, họ đã ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên từ nhiều ngày trước đó, nhưng không ai dám mở cửa kiểm tra. Chỉ khi không thấy cô gái xuất hiện trong nhiều ngày, quản lý chung cư mới quyết định mở cửa căn hộ. Hình ảnh một cô gái trẻ, chỉ mới đôi mươi, quê quán ở tỉnh Nam Định, đã khiến mọi người không khỏi xót xa. Sự ra đi đột ngột của nạn nhân cùng với những câu hỏi về lý do cái chết đã tạo nên một không khí nặng nề, trĩu nặng, nỗi lo lắng trong lòng cư dân. Một cán bộ của Công an quận Nam Từ Liêm khẳng định, họ đang tích cực điều tra vụ việc và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả. Tuy nhiên, sự hoang mang vẫn bao trùm khu phố, nơi mà bây giờ không chỉ là một địa điểm sống mà còn trở thành chứng nhân cho một bi kịch đau lòng. Những giấc mơ của một cô gái trẻ đã vụt tắt, để lại sau lưng nhiều câu hỏi và nỗi sợ hãi cho những người còn lại. Điều tra nghi án sát hại người tình tại Tiền Giang. Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, khiến dư luận không khỏi rúng động. Cụ thể, ngày 21 tháng 10, các cơ quan chức năng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ án mạng tại xã Đông Hòa Hiệp. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 21 tháng 10, Công an xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam tử vong trước cửa lò bánh mì Lâm Tuấn thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hòa Hiệp khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.
Qua kiểm tra thi thể, công an xã xác nhận nạn nhân tên Võ Văn Bé Bảy, sinh năm 1954, nơi đăng ký thường trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và xác minh nhanh từ người dân tại đây cho biết, trước đó ông Bảy bị một người phụ nữ tên Đào Thị Lượm, người tình của ông Bảy, ngụ ấp khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, tác động vật lý, cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 40 mét. Sau đó, công an xã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời báo cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện và viện kiểm sát công an huyện đến hiện trường để điều tra vụ án theo quy định. Riêng bà Đào Thị Lượm là người trước đó đánh ông Bảy đến công an xã Hậu Thành tự thú. Công an xã Hậu Thành áp giải bà Lượm về đội cảnh sát hình sự công an huyện Cái Bè để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, bà Đào Thị Lượm làm nghề bán vé số lưu động. Qua làm việc cơ quan công an, bà đã khai nhận dù đã chia tay ông Lượm nhưng gần đây người đàn ông này cứ theo đuổi và gây phiền toái cho bà. Nên không kìm được cơn tức giận, bà đã gây ra án mạng trên. Điều tra vụ án mạng khiến ba mẹ con thương vong tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Dư luận xã hội đang không khỏi xôn xao về một vụ án mạng tại Tiên Lãng, Hải Phòng khiến ba mẹ con thương vong. Cụ thể, lực lượng chức năng công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại xã Tiên Cường, khiến một phụ nữ tử vong và hai người phụ nữ khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, quá trình điều tra cho thấy, chiều 1 tháng 10, do mâu thuẫn tại trang trại thuộc khu vực thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Đào Văn Hùng sinh năm 1987 ở xã Quyết Tiến và bà Mạc T.T. sinh năm 1973 ở xã Tiên Cường xảy ra xô xát. Thời điểm này, Đào Văn Hùng được cho là đã dùng hung khí tấn công khiến bà Mạc T.T. và hai con gái là Phạm M.T. sinh năm 1995 và Phạm T.H. sinh năm 1993 cùng ở xã Tiên Cường. Sau xô xát, bà Mạc T.T. đã được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do vết thương nặng nên người này đã tử vong. Còn chị Phạm M.T. và Phạm T.H. bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng Đào Văn Hùng cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra làm rõ vụ việc. Vào ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH, tên viết tắt 20 tuổi, quê Bắc Giang, để điều tra vụ án mạng liên quan đến chị LTTL, tên viết tắt 21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay trong tối 19 tháng 2, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác. Theo thông tin ban đầu, được biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tum, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Một người dân tại phường Yên Hòa kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Người này cho biết thêm, khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý chung cư nói trên. L có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Bạn ở cùng phòng chị L thông tin, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, chị L từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị thấy bạn rời phòng, sau đó mất liên lạc. Đến chiều 19 tháng 2, người bạn cùng phòng chị L này nhận cuộc gọi đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Tại đây, chị nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, bạn cùng phòng chị L cho biết hoàn cảnh gia đình chị L khó khăn. Mẹ chị L mất khoảng 4 năm trước, nên cô gái 21 tuổi này cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.